Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin thời sự ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tọa đàm phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính PANDEC tỉnh Lai Châu năm 2021. Nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Huyện Phong Thổ phát triển trồng cây răm giềng mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức chương trình tọa đàm phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính PANDEC tỉnh Lai Châu và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố năm 2021. Dự và chỉ đạo buổi tọa đàm có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ và đồng chí Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe tóm tắt các báo cáo tình hình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 và báo cáo phân tích chỉ số PANDEC tỉnh Lai Châu năm 2021 và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành, huyện, thành phố DDCI năm 2021. Qua đó, với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần để phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Kết quả PCI của Lai Châu năm 2021 đạt 61,22, tăng một bậc so với năm 2020 và xếp thứ 11 trên 14 tỉnh trong khu vực. Trong 10 chỉ số thành phần thì có 3 chỉ số tăng điểm và tăng hạng, gồm tiếp cận đất đai, tính minh bạch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Với chỉ số cải cách hành chính PANDEC, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì năm 2021 vừa qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, chỉ số cải cách hành chính đạt 86,69 điểm, xếp vị trí thứ 31 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2020. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT đạt 86,81%, xếp vị trí thứ 37 trên 63 tỉnh, thành phố. Trong đó có các chỉ số thành phần tăng về thứ tự xếp hạng như chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chỉ số cải cách tổ chức bộ máy, chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, chỉ số cải cách tài chính công và chỉ số hiện đại hóa nền hành chính. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã phân tích chỉ số PCI năm 2021 và các khuyến nghị giúp cho tỉnh Lai Châu định hướng giải pháp cụ thể, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2022 và của các năm tiếp theo. Khuyến nghị các giải pháp cải thiện chỉ số PANDEC tỉnh Lai Châu năm 2022. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố năm 2021. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các ban ngành địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nhanh quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người đứng đầu và cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm hoàn thành chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Đoàn phường Đông Phong vừa phối hợp cùng Tổ dân phố số 23 phường Đông Phong tổ chức buổi gặp mặt vui Tết Thiếu nhi cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn Tổ 23. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm động viên và khuyến khích các cháu vươn lên trong học tập. Tại buổi gặp mặt, các cháu được nghe và ôn lại lịch sử, ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, được nghe các đồng chí lãnh đạo địa phương phát biểu, động viên các cháu tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để mãi xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và biểu dương những thành tích mà các cháu đã đạt được trong năm học vừa qua.
Cũng tại buổi gặp mặt, các cháu được tham gia giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian và các hoạt động do các anh các chị trong câu lạc bộ cán bộ trẻ phường tổ chức. Đây là hoạt động bổ ích, khuyến khích cho các em thể hiện được tài năng, năng khiếu của bản thân, giúp các em phát huy trong việc học tập cũng như phát triển tài năng trong tương lai. Nhằm như vậy là mang lại bảo vệ được cái quyền lợi, lợi ích chính đáng của các cháu thiếu niên nhi đồng. Và trong điều kiện khó khăn của đất nước thì và của toàn thể nhân dân thì các cấp ban ngành và toàn thể bà con nhân dân vẫn dành ra những phần quà để cho các cháu có một ngày vui liên hoan. Đấy. Và tổ chức cho các cháu được vui múa hát trong ngày này để chủ yếu là mang lại một cái quyền lợi chính đáng cho các cháu được bảo vệ, được học hành và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tổ 23 phường Đông Phong có gần 1.000 trẻ em dưới 14 tuổi. Và để có thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm cho các em, đoàn phường Đông Phong đã lên kế hoạch và phân công cụ thể cho từng thành viên thực hiện. Cùng với đó là kêu gọi các bậc phụ huynh hưởng ứng và ủng hộ hoạt động, chung tay cùng tổ chức cho con em mình một cái Tết vui tươi và ý nghĩa. Ban chấp hành cũng như ban thường vụ của đoàn phường Đông Phong thì đã phân công rất là rõ ràng cho từng nhiệm vụ, cho từng tất cả các đối tượng đoàn thanh niên để có thể phụ trách được cái hoạt động mùng 1 tháng 6 này, mà cũng như là cùng nhau phối hợp và hỗ trợ để có thể tổ chức cái ngày mùng 1 tháng 6 này tốt nhất cho các cháu. Và đây cũng là một hoạt động rất là ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được cái thực hiện được cái nhiệm vụ của vai trò của đoàn thanh niên và thực hiện được cái việc chăm sóc và giáo dục cũng như là đang làm rất là tốt cái tâm nguyện của Bác Hồ ạ. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 có thể nói đó là ngày Tết của tình yêu thương, là hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa. Đây là dịp để các cháu được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ những người thương yêu, cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội. Và đây cũng là dịp để các em được gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng trang lứa. Và đặc biệt, đối với các bé có năng khiếu về ca múa, thì đây cũng là dịp để các em thể hiện đam mê và sở thích của mình. Con rất mong là con sẽ góp được một chút công sức của mình cho các bạn thiếu nhi vui. Con cảm thấy rất là vui và con cũng rất là thích các hoạt động múa hát thế này ạ. Tôi là một phụ huynh của cháu ở đây thì tôi thấy là hoạt động này tổ dân phố tổ chức rất là có ý nghĩa đối với các con. Các con có cơ hội được giao lưu, đến đây vui chơi, tham gia chương trình mùng 1 tháng 6. Và phần các con mong chờ nhất là được phá cỗ và thấy rằng tôi cũng rất là ủng hộ cái hoạt động này. Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, mang lại cho các em thiếu nhi tình yêu thương, những hoạt động bổ ích trong những ngày hè. Qua đó giúp các em có thêm động lực để phấn đấu trong học tập và rèn luyện, trở thành những đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Lai Châu đang thực hiện 17 dự án cho 143 hộ vay vốn với 7 tỷ 150 triệu đồng từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, chủ yếu tập trung vào việc phát triển các mô hình nuôi cá, chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi lợn thịt, đảm bảo vệ sinh và chăn nuôi ngựa sinh sản. Qua đánh giá, các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trong tháng 5, cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn 2021-2025. Tổ chức ra soát, điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm, số lượng công trình dự án trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận cho hai tổ chức với diện tích hơn 247 ha. Cấp 157 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân với diện tích hơn 36 ha. Cũng trong tháng 5, cơ quan chuyên môn thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm 578 lượt hồ sơ của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, đăng ký biến động đất đai cho gần 690 hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai cho trên 1.000 thửa đất của 600 hồ sơ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, từ việc trồng thí điểm một số diện tích cây rong giềng năm 2021 cho năng suất, giá bán cao mang lại nguồn thu nhập lớn năm 2022, nhân dân huyện Phong Thổ nhân rộng diện tích trồng loại cây này. Đến nay thì toàn huyện trồng được hơn 140 ha cây rong giềng ở 7 xã. Hiện tại huyện chỉ đạo các xã đôn đốc, nhân dân tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây rong giềng. 7 xã tham gia trồng rong giềng bao gồm Xin Suối Hồ, Bản Lang, Nậm Xe, Mù Sang, Mường So, Xì Lờ Lầu và đặc biệt là Lản Nhì Thàng, xã có diện tích trồng rong giềng lớn nhất của huyện Phong Thổ với 65,3 ha. Được biết, thời điểm trồng rong giềng bắt đầu từ cuối tháng 12 năm trước, kéo dài đến tháng 3 năm nay. Hiện nay, cây rong giềng trên địa bàn huyện đã lên tốt, có nơi thân cây cao hơn 50 cm, nơi trồng muộn đã lên mầm xanh 3 lá. Những ngày này, bà con của xã Lản Nhì Thàng tranh thủ thời tiết thuận lợi, lên đồi, nương để làm cỏ, vun đất cho cây. Gia đình tôi thì năm nay cũng trồng năm thứ hai, năm ngoái có trồng một ít, thấy nó cũng phát triển tốt, với lại hiệu quả nó cũng hiệu quả về thu nhập thì cũng tạm ổn. Năm nay nhà tôi cũng có mở rộng về trồng khoảng 40-50 bao giống, cũng tầm khoảng 7.000 mét. Và cái cách mình chăm sóc thì phải vun cỏ, phải bón phân cho cây rong để nó phát triển tốt. Được biết, năm 2021, Lản Nhì Thàng là xã đầu tiên của huyện Phong Thổ đưa cây rong giềng vào trồng thử nghiệm với diện tích hơn 10 ha. Kết thúc mùa vụ, theo đánh giá của các hộ dân, 1 ha rong giềng cho thu nhập từ 75 đến 80 triệu đồng một năm. Trừ chi phí, người dân còn lãi trên 50 triệu đồng. Vì vậy, 124 hộ dân ở 8 bản trên địa bàn xã đã tự mua giống, mở rộng diện tích trồng. Để cây rong giềng phát triển và cho năng suất cao, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các phòng khối nông nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tăng cường xuống bản nắm tình hình, kết hợp cùng trưởng bản hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng theo khoa học kỹ thuật, khuyến cáo các hộ thường xuyên thăm rong giềng, kịp thời xử lý khi có sâu bệnh hại xảy ra. Đến nay, cây rong giềng sinh trưởng và phát triển tốt, toàn huyện chưa ghi nhận sâu bệnh hại trên loại cây này. Cùng với đó, các xã cũng chủ động tìm các mối liên kết để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Các doanh nghiệp cũng đang rất mong muốn để phát triển rộng cái diện tích này. Và đặc biệt là đối với lại các cái xã mà có cái điều kiện địa hình nó tương đối dốc, cái đất đai, đất pha cát, tương đối khó trồng phát triển các cái cây nông nghiệp khác, thì nó lại phù hợp với lại cây rong giềng. Chính vì vậy mà chúng tôi năm nay thì mới thực hiện thí điểm khoảng hơn 100 ha. Thì chúng tôi cũng đã trao đổi thông tin, đấy là cũng có cái công ty ở dưới Bình Lư lên cũng muốn liên kết với bà con nhân dân trong cái việc là bao tiêu cái sản phẩm về cái rong giềng. Thì doanh nghiệp thì cũng đã có cái trao đổi là sẽ thứ nhất là sẽ có cái cam kết là sẽ hợp đồng thu mua cho bà con nhân dân sau khi mà cái sản phẩm có cái thu hoạch được thu hoạch, và cũng sẽ hỗ trợ cho bà con nhân dân về thứ nhất là hỗ trợ về kinh phí để cho bà con nhân dân mua giống cũng như là phân bón để trong cái việc mà thực hiện chăm sóc cây rong giềng. Hy vọng rằng năm 2022 cây rong giềng sẽ cho vụ mùa bội thu để nhân dân huyện Phong Thổ có nguồn thu nhập cao, mở ra hướng đi mới với cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tập thể đơn vị trong toàn huyện, những năm qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được ngành giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành. Nhờ đó, ngành giáo dục huyện Tam Đường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm học vừa qua. Năm học 2021-2022, tại trường tiểu học thị trấn Tam Đường có tổng số 41 cán bộ giáo viên với 29 đảng viên. Trong đó, đa số đảng viên là những người có uy tín, cán bộ chủ chốt, giáo viên có trình độ, năng lực, đặc biệt là luôn tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua. Cùng với đó, các đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần tự học, học tập suốt đời, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt. Là một giáo viên với vai trò để thực hiện cái trách nhiệm nêu gương theo Bác thì đã xây dựng được đăng ký hai cái việc làm theo Bác, rồi là luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả mọi nhiệm vụ được giao, rồi là gương mẫu trước phụ huynh và học sinh,
rồi là đưa cái tài liệu giáo dục theo Bác để dạy cho các em học sinh. Rồi hàng ngày thì giáo dục các em học sinh là phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thì đối với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì nhà trường cũng đã thực hiện theo các cái sự chỉ đạo của các cấp quản lý, đặc biệt là của Đảng ủy thị trấn, từ cái việc là xây dựng kế hoạch toàn khóa đến việc là xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo Bác của năm 2022. Chi bộ cũng đã triển khai tới tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên, giáo viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký những cái việc làm cụ thể để phấn đấu, để gương mẫu trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, để là gương mẫu trước học sinh. Và trong quá trình thực hiện giảng dạy thì nhà trường cũng đang chỉ đạo rất là quyết liệt cái việc mà đưa cái tài liệu, bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức và lối sống dành cho học sinh vào giảng dạy với những cái hình thức là đa dạng và phong phú, giúp cho học sinh có thêm những cái hiểu biết cũng như là giúp cho các em có những cái rèn luyện về đạo đức lối sống là được tốt hơn. Năm học 2021-2022, toàn ngành giáo dục huyện Tam Đường có tổng số 38 chi bộ. Thời gian qua, việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác luôn được các chi bộ quán triệt thực hiện đến đảng viên. Với đặc thù là công tác giáo dục, nên các đảng viên trong chi bộ luôn chú trọng thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, gắn nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên với vị trí công tác mà mình được phân công. Có thể nói, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ nói riêng và của cả cơ quan nói chung. Qua đó đã xuất hiện các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được gắn với nội dung yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Các nội dung thi đua được cụ thể hóa với chức năng nhiệm vụ của ngành như thường xuyên tổ chức các hội thi, giáo viên dạy giỏi, thi đồ dùng học tập tự làm của giáo viên, thi nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý giảng dạy. Khi thực hiện chỉ thị 03 đến chỉ thị 05 và đến bây giờ là thực hiện kết luận số 01 thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện cái việc học tập và làm theo Bác bằng những cái việc làm hết sức cụ thể thiết thực. Đối với các em học sinh thì đã được dạy học bộ tài liệu giáo dục đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các em trên cơ sở những cái tấm gương của Bác thì các em đã học tập và áp dụng thực tế tại cái trường của mình cũng như là địa bàn của mình, và các đơn vị nhà trường thì lấy những cái tấm gương đó để phát thanh trên các truyền hình mang non của đơn vị nhà trường để làm công tác tuyên truyền cũng như là làm tấm gương để cho các bạn khác học tập. Thế còn đối với các thầy cô giáo thì cũng đã có những cái gương dạy tốt và có những nhiều việc làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc, và phòng cũng đã lấy những tấm gương đó để tổ chức các chuyên đề cấp huyện để nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn huyện và đề nghị với huyện ủy để tổ chức khen thưởng. Những kết quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục Tam Đường đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực từ trong suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại địa phương. Và cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022 vừa qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.